mới đây tại israel bộ kinh tế và công nghiệp israel và bộ công thương việt nam đã thống nhất nội dung và chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và israel vifta Tại buổi thảo luận các vấn đề thương mại song phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nebakat cùng đánh giá cao nỗ lực của hai đoàn đàm phán Việt Nam và Israel trong suốt 7 năm với 12 phiên đàm phán, vượt qua những khó khăn và thách thức trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 để cuối cùng đạt được thỏa thuận phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai nước. Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam Israel dự kiến ngay trong năm 2023, chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Israel là một trong những đối tác hợp tác thương mại, đầu tư và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu đứng thứ ba, là đối tác thương mại lớn thứ năm và được đánh giá là thị trường lớn, tiềm năng của Việt Nam tại Tây Á. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến Israel đạt 785,7 triệu đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Israel đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ.